Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay Minh đem đến cho anh em ba chiếc xe, tại vì Minh nhìn nó giống ba con sói con á. Nhìn nó giống như ba con sói. Đây là hai con sói con và một con sói sói đẹp. Sói mẹ. Rồi, thì bây giờ bắt đầu Minh sẽ tập trung cho anh em ngắm ba con xe này, và con xe này á đã có người cọc Minh trước rồi cho nên không có bán được. Giờ chỉ còn MCBR 150R ABS là 69 triệu, rất là đẹp luôn anh em, xe rất là mới. Đây là không ABS nè, không ABS nha anh em, là 62 triệu. Đây màu xám cũng rất là đẹp, rất là mới luôn. Anh em có thể tham khảo và mua, liên hệ số điện thoại Zalo cho Minh 0916640653 hoặc là tới trực tiếp showroom 204 Chợ Lớn, phường 11, quận 6 gặp Minh để tư vấn trực tiếp nha anh em. Rồi bây giờ tập trung vô xe. Em ơi, ở đây anh review xe. Nếu như mà em cứ ngồi ở trên đây hoài á, thì mọi người sẽ không nhìn xe mà người ta nhìn em. Mời em ra ghế đá chơi xíu đi. Không có đuổi, mời đàng hoàng. Để cho mọi người còn tập trung vô để nhìn xe nữa chứ anh em. Trời ơi, như vậy là nhức cái con mắt quá. Ê, thằng camera kia, quay anh nói về xe. Rồi, tập trung vô. Rồi, tập trung vô, bây giờ em nói về xe nè. Ở đây có con Ninja 400, thì anh em Minh kêu Minh á, ví dụ em muốn quay Ninja 400 thì em quay phía bên đây nè, đó, anh sẽ huấn luyện em làm camera luôn, quay phía bên cái đầu cho anh em xem, đó. Thì đây mình có con Ninja 400, nhưng mà bên đây á, khách của Minh đã cọc sẵn con xe này rồi, cho nên không thể đăng giá con này lên cho anh em mua được, chỉ còn hai con CBR 150 thôi. Thì con Ninja 400 á, cơ bản là nó đã đẹp rồi ha, rất là đẹp và góc cạnh, và con này rất là mới. Hiện tại Minh bán chỉ có 110 mấy triệu thôi anh em, mà đã bán rồi nha. Chủ xe cũng đã chơi với Minh rất là thân. Thì ở con xe này không có gì để chê hết. Ở trên cái mặt đồng hồ của nó thì rất là đẹp, và nó luôn có hiển thị số. Thì anh em có hiển thị số thì anh em có thể hiển thị số, hiển thị giờ. Đây quay gần anh em coi mặt đồng hồ nó. Hiển thị số thì anh em mới tập chơi á, có thể chơi rất là thoải mái. Và con Ninja 400 này rất là mạnh luôn nha. Lực của nó, một người mà trải nghiệm đầu tiên thấy cảm nhận là nó mạnh lắm, ok lắm á. Vuốt là bay á. Thì con Ninja 400 này chỉ có một cái điểm trừ, đó là cái gấp của nó hơi xấu ha. Cái gấp của nó mà đẹp như gấp của R15 thì quá tuyệt vời luôn á. Gấp của nó hơi xấu, gấp đơn điệu bình thường. Với lại phía trước nó không có phục upside down, nhưng mà phục này vẫn rất là ngon nha anh em, chứ không phải cù bắp đâu. Rất là ngon. Nhưng mà upside down nó sẽ làm cho con xe nó cứng hơn, nó bự hơn, nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó màu sắc hơn, đó, nhìn nó đẹp hơn. Thì ở con xe này nè, nó có cái hay nè, nên mình nói cho anh em thôi. Nó phủ một cái lớp gọi là lớp 2K. Một cái lớp này á, nhìn á, thì anh em tưởng đề canh bóng nhưng mà không phải nha. Nó phủ lên, nó dạng như sơn rồi đó. Anh em thấy không, không có cậy ra được đó. Nó phủ lên hết xe luôn đó. Cái lớp này nhìn cái xe rất là mới. Đó, cơ bản xe nào mà mình về á, thì nó phải mới, phải đẹp. Thì bây giờ mình mời lại người mẫu vô để coi thử chiều cao như thế nào để ngồi ha. Mời người mẫu chiều cao 1m63. Rồi vô ngồi thử cho anh em
những anh em có chiều cao khiêm tốn thì ngồi trong con xe này sẽ như thế nào, thì anh em cứ yên tâm, 1m6 có thể ngồi Ninja 400 thoải mái luôn nha anh em. Đó thì em bây giờ em chống chân lên đi. Thì con này mình review quá nhiều rồi, giờ chỉ nói sơ sơ lên cho anh em hiểu thôi ha, rồi anh em cảm giác lái rồi như thế nào. Rồi xăng của nó thì không có hao lắm đâu, nó cũng na ná như Z300 thôi, hai mấy càng lít. Thì con này Sport City thì trong thành phố anh em đi sẽ thoải mái, đây đến 1m63, con gái chạy rất là thoải mái luôn. Những biker nữ mà chơi ở chơi con này cũng rất là ok luôn. Con này có thể là phân khúc nó nằm tầm chung một xíu. Khi anh em mà muốn an toàn cho bản thân mình đó, thì anh em đi một con 150 trước, 150 xong rồi anh em lên 400, mà 400 từ đó lên 1000 nó ok hơn, nó dễ kiểm soát hơn. Là anh em từ 150 lên 1000 thì nó hơi mạnh, hơi mạnh bạo đó. Thì Vinh ít ngồi con này cảm thấy thế nào, vậy em nhận xét như thế nào về con Ninja 400 này? Thì những con thì ngồi rất là thoải mái, Sport City mà. Thì những con này á, rất là khó săn anh em. Đa số những anh em cọc trước á, thì anh em sẽ có xe thì mà mới săn được, nhưng mà phải chờ rất là lâu, có thể 1 tháng, có thể 2 tháng. Và mình khuyên anh em luôn là gì nè, cái tiền là tiền của mình. Anh em phải chờ mỗi con xe đẹp rồi mua. Ví dụ anh em không mua, không có xe thì cái tiền cọc đó vẫn là tiền của anh em, mình vẫn trả lại anh em. Thì cái tiền của mình thì mình mua một con xe đi sao cho nó đẹp, cho nó xứng. Đó, như anh em thấy con Ninja 400 này rất là đẹp luôn, được phủ một cái lớp 2K bảo vệ xe như mới. Có thể nói là bảo vệ xe như mới, có chống đổ, có bát biển số, thiếu cái bô đổ thôi là y bài rồi. Thì nói gì nữa với anh em ha. Bây giờ mình nói qua chiếc này. Đây, CBR150 nè, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Thì những con biển số thành phố Hồ Chí Minh mà sang về tỉnh rất là rẻ, hoặc là xe tỉnh sang về tỉnh rất là rẻ, chỉ có xe tỉnh sang lên thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ mắc hơn một chút xíu thôi đó. Thì những con xe này rất là đẹp, mình kiếm rất là đẹp luôn. Quay một vòng cho anh em xem. Con này chỉ có 62 triệu thôi, odo mới có 5.000 mấy à. Odo coi, 5.900. Odo 5.900. 62 triệu, không ABS nha anh em. Đó, anh em nào mua thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình nha. Rồi có chống đổ Z1000 luôn nè anh em nè. Có chống đổ rồi mà trắng bùm luôn nè. Đó, thì bất kỳ xe ở đây về sau thì mình để im đồ chơi cho anh em vậy, không có tháo bất kỳ cái gì ra. Đó, có chống đổ Z1000 nè. Chắc là chắc chắn. Rồi, tiếp theo là qua con này thì nó sẽ mắc một xíu, bởi vì sao? Nó có trang bị ABS trước sau. ABS trước sau nè, đây cái dòng ABS nè, quay cho anh em xem nè. Dòng ABS nè. Thì nó sẽ mắc hơn một xíu. Nó mắc hơn con kia tầm 5 triệu thôi. 5 á, đâu có 62 7 triệu, mắc hơn tầm 7 triệu. Nhưng mà anh em cứ yên tâm đi, khi anh em mua hai con này á, thì mình sẽ có những món quà tặng cho anh em rất là đặc biệt. Nhưng mà anh em tới mua đi rồi mới tặng, chứ không có nói trên đây, trên clip đây, hiểu không? Đó. Con này nhìn quay cục máy cho anh em xem nè, mới tinh luôn. Nhìn đây, rất là đẹp luôn. Đó, thì tiền là tiền của mình, thì mình sao mà mình không chịu tìm mỗi con xe ngon ngon mà mình đi, đúng không anh em? Nhiều anh em nói là mình tại sao mình không có xe nhiều, xe ở đâu mà nhiều, xe ở đâu mà nhiều được. Xe đẹp thì lâu lâu mới năn nỉ người ta bán được, mình phải biết mối quan hệ. Thường thường mấy anh mấy bạn á, người ta cũng có cái lòng, những anh em muốn lên phân khối người ta cũng liên hệ mình. Ừ, mình ơi anh có con xe này nè, em lấy về đi cho anh em đi. Đó, thì xe ở đâu mà nhiều. Đó, thì anh em nghĩ coi, những cái con xe này á, người ta chạy rất là nhiều, người ta phá những con xe 150 người ta phá rất là nhiều. Mà xe đẹp thì hiện tại rất là hiếm. Mà xe nhiều á, không bao giờ có được. Đó, chỉ lâu lâu có 2-3 chiếc, 4-5 chiếc cho anh em chơi cho vui thôi. Đó, thì anh em có thể tham khảo nha. Đây, thì con này không ABS thì nó sẽ không có vòng ABS. Rồi, bây giờ em có thể ngồi lên con CBR150 để cho mọi người xem. Thì á. Rồi. Rồi, bây giờ bất kỳ những xe nào thấy không? Anh em thấy chiếc xe đẹp không? Ví dụ Ninja 400 nè. Trời ơi, chìa khóa xài chưa bao nhiêu hết, bọc keo kỹ càng. Rồi, em có thể ngồi lên một con CBR150 để cho mọi người xem xe. Người ta con nào cũng như con đó thôi, hai con như nhau, chỉ khác là con đỏ cái ABS và con đen no ABS. ABS là gì? ABS là giúp anh em thắng an toàn hơn, không bị quẩy đuôi cá. Rồi, thì đó, 1m6, 1m63, ngồi rất là thoải mái, rất là ok luôn, rất là đẹp luôn. Nhìn là muốn cười gì. Rồi, thì con này chạy trong phố, đi chơi rất là thoải mái luôn. Chạy trong phố hoặc là đi chơi, rất là thoải mái. Tại vì nó là Sport City. Thì anh em đừng có phân biệt
giữa thuần sport với sport city nha. Tại vì sport city người ta muốn thiết kế cho những anh em thích sport nhưng mà đi nhiều trong phố đỡ mỏi lưng, đỡ mỏi tay thì người ta đã thiết kế ra cái này. Còn anh em thích những dòng thùng sport lâu lâu đi một bữa thì anh em chọn những dòng ví dụ như R15 nè, V3, CBR250RR đó thì nó sẽ chạy, nhưng mà những con đó bù lại thì mình sẽ mỏi tay. Đó. Cái gì vậy? Mày đặt đề đề nữa. Rồi, con này thằng kia chạy, không phải mình chạy con đỏ. Ok. Rồi, bây giờ clip kết thúc ở đây ha. Thì anh em nào muốn liên hệ mua xe thì cứ liên hệ số điện thoại mình. Nhắc lại lần nữa, 0916640653. Đúng rồi, em làm gì? Tiễn bạn trai hả? Ok luôn, thì bây giờ hôm nay mình sẽ tiễn bạn trai. Bây giờ cái clip này không phải là một cái clip review xe nữa, mà cái clip là review Vinh X nha. Thì như chúng ta đã thấy ở đây thì có thể chiều cao thì 1m63, mặc quần jean, da thì cũng trắng, môi đỏ, má hồng, tóc thì vàng vàng. Chúng ta có thấy động cơ này là một cái động cơ không, động cơ không người lái, super hero, gì nữa ta, có cân nặng là 48kg. Đó. Thì như chúng ta thấy thì những cái con xe này lái thì cũng dễ lái, mà khó thì khó lái. Lái thì tùy, những em nhỏ thì có thể lái máy bay, những em lớn thì có thể lái gì đó thì lái. Thì chúng ta đã thấy thôi chặt. Không có bị sao rồi. Nhưng mà rồi, cảm ơn anh em nhiều nha. Thì chúc anh em một ngày làm việc thiệt là vui vẻ, và hy vọng những anh em mình sẽ đem đến được nhiều con xe đẹp như thế này cho anh em xem nữa. Rồi, bye bye anh em. Gì vậy? Gì vậy? Vô.